Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng B Network Việt Nam. KIC B Network lâu, KIC bị treo, hoạt động không trơn tru và nhiều bạn còn cho rằng có mỗi cái việc KIC không mà còn không làm được thì nói gì đến cái việc mà mainnet mở. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái vấn đề KIC của B Network nó khác biệt với những KIC phần còn lại như thế nào nha các bạn. Rồi đầu tiên thì Beko Team không hề có cái ý định mà tự tạo ra cái ứng dụng KIC cho riêng mình đâu các bạn, vì nó rất là tốn nhiều thời gian và rắc rối. Thôi thì mời một cái bên thứ ba để mà KIC cho nhanh cho rồi nha các bạn. Chứ tự KIC chi cho tốn nhiều thời gian phải không các bạn? Nhưng một cái vấn đề nó được phát sinh đó là cái chi phí nha các bạn. Và Beko Team đã chọn Yoti để mà KIC cho mình. Và có nhiều anh em Pioneer đời đầu sẽ biết cái ứng dụng KIC Yoti. Thì sau này anh em đều phải KIC lại bằng cái ứng dụng KIC của B-Network hết các bạn. Và cái chi phí để mà KIC bên Yoti là cực kỳ cao luôn. Khoảng là từ 4 cho tới 6 đô cho một cái hồ sơ KIC. Thì các bạn thử nghĩ xem, với một cái dự án và cái mà tiêu chí là hoàn toàn miễn phí thì cái mà người dùng có đồng ý bỏ ra từ 4 tới 6 đô để mà KIC hay không các bạn? Tất nhiên là không rồi. Vì chưa biết pi nó có giá trị như thế nào mà lại bắt bỏ tiền ra để mà KIC thì không một ai mà chịu làm cái điều đó cả các bạn. Và nếu mà là bắt người Pioneer bỏ tiền ra thì nó cũng sẽ hạn chế cái sự lan tổ của pi. Vì bắt bỏ tiền ra thì không ai đào, mà không ai đào thì pi nó không có lan tổ được các bạn. Đó là cái tâm lý chung của tất cả mọi người thôi, chưa nhận được gì mà bỏ tiền ra thì họ sẽ không bao giờ làm như vậy nha các bạn. Rồi tiếp theo, nếu mà cái mà Beko Team chịu cái chi phí đó để mà KIC cho 45 triệu người tiên phong thì tất nhiên ở thời điểm hiện tại thì đó là một cái chi phí phải nói là cực kỳ khổng lồ mà Beko Team sẽ không có đủ tiềm lực tài chính để mà bỏ ra để mà KIC cho tất cả chúng ta. Do đó thì Beko Team đã quyết định tự tạo ra một cái ứng dụng KIC cho riêng mình luôn. Và ứng dụng KIC này phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe. Để mà nếu lỡ nha các bạn, ở đây mình đặt một cái giả thuyết thôi. Nếu mà lỡ sau này thôi nha, mà B-Network nó có thể trở thành tiền đi, thì nó cũng sẽ thân thiện với tất cả các chính phủ của các quốc gia. Bởi vì lúc đó B-Network nó sẽ đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn, như là các luật là phòng chống rửa tiền, phòng chống khủng bố này nọ đó các bạn. Thì lúc đó phải nói là chỉ có một mình B mới đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để mà trở thành một đồng tiền của một quốc gia nào đó. Mình ví dụ như vậy nha các bạn. Rồi vì vậy thì Beko Team đã quyết định KIC như thế nào để mà đảm bảo tiêu chuẩn của những cái đạo luật này. Như chúng ta đã biết thì KIC giống như những cái sàn giao dịch như là sàn Binance, sàn Huobi chẳng hạn, thì họ sẽ chụp mặt trước mặt sau căn cước công dân nè, rồi chụp hình khuôn mặt nè, rồi liên kết tài khoản ngân hàng nè, thì cái thông tin của người dùng sẽ bị những cái sàn này nắm giữ hết các bạn, và họ có thể bán cho một bên thứ ba bất cứ lúc nào mà họ muốn. Cho nên chắc chắn KIC theo kiểu này sẽ không đáp ứng được cái tiêu chuẩn của Beko Team đề ra rồi, và nó cũng sẽ không được đảm bảo bảo mật thông tin của khách hàng. Vậy còn nếu mà KIC theo những cái ứng dụng ngân hàng chẳng hạn như là kiểu xác thực khuôn mặt nè, rồi quay trái nè, rồi quay phải nè, rồi là ngước mặt nè, rồi nào chớp mắt này nọ đó các bạn, thì hiện tại cái công nghệ mà giả dạng khuôn mặt đó các bạn, lừa đảo đó, thì như thật luôn các bạn à. Các bạn nếu mà các bạn xem tin tức thời sự thì các bạn cũng đã biết những cái vụ mà những kẻ lừa đảo họ gọi điện thoại cho chúng ta nè, rồi bắt chúng ta thì quay trái quay phải khuôn mặt nè, rồi ngước mặt lên nè, rồi cúi mặt xuống nè, rồi chớp mắt nè, thì các bạn quay qua quay lại lát nữa là mình nói tài khoản tiền trong ngân hàng của các bạn nó bay đi hết luôn các bạn à. Cho nên cách này thì sẽ không an toàn để mà Beko Team chọn để mà KIC các bạn. Rồi tiếp theo thì chúng ta KIC như những đồng coin khác, ví dụ như là KIC giống như là CoDAO nè, rồi KIC giống như là Omega Network chẳng hạn, thì nó khá là đơn giản, chỉ cần chụp hình khuôn mặt nè, rồi điền số căn cước công dân nè, rồi dán địa chỉ ví vào là xong, thì chắc chắn nó đơn giản như vậy cũng sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn của Beko Team rồi. Cho nên Beko Team đã quyết định tự tạo ra cái ứng dụng KIC cho riêng mình. Vừa đảm bảo tính bảo mật thông tin của người dùng và vừa đảm bảo không tốn chi phí của người dùng. Và Beko Team đã tổng hợp lại tất cả các phương pháp KIC này lại luôn các bạn, thành một cái ứng dụng KIC cho riêng mình, và nó phát triển nó thêm những cái phức tạp thêm. Nhưng mà Beko Team đã có cái sự mà khác biệt, đó là cái quy trình KIC sẽ được tự động hóa. Chúng ta cũng phải là chụp hình mặt trước mặt sau căn cước công dân nè, rồi chụp hình tự sướng khuôn mặt nè, rồi cũng phải xác minh khuôn mặt nè, quay trái quay phải, ngước mặt lên ngước mặt xuống nè. Nhưng tất cả mọi thông tin của chúng ta
đều được tự động hóa và tự động che mờ nha các bạn. Cái một điểm khá hay là tự động che mờ. À, những ứng dụng còn lại, những ứng dụng mà KYC trên thị trường hiện tại là không bao giờ có cái chuyện mà tự động che mờ đâu các bạn. Mọi thông tin đều lộ ra hết 100% luôn. Cho nên đây là một cái điểm khá là hay của BKTeam nha các bạn. Mà không một ai, do vậy là không một ai có thể mà thấy được cái thông tin của các bạn. À, kể cả những người xác thực họ cũng không thấy thông tin của các bạn luôn. Và những người xác thực á, khi mà mình nói đến những người xác thực á, nó là một cái điểm khá hay nữa của BKTeam. Đó là BKTeam kết hợp, đó là KYC tự động và KYC có sự xét duyệt của người xác thực nha các bạn. Đây là một sự kết hợp khá là hay luôn. Người xác thực á, tức là những con người thật của chúng ta đó các bạn. Cho nên khi mà một cái tài khoản vượt qua được quá trình KYC của BKTeam á, đều đảm bảo tất cả các đạo luật được đặt ra ở trên thế giới ở thời điểm hiện tại luôn. Và vì sao cái quá trình KYC của BKTeam lại lâu như vậy? Thì chúng ta có thể thấy đây là một cái ứng dụng KYC mới, cho nên nó gặp lỗi, rồi nào là sửa lỗi, rồi nào là lặp đi lặp lại nhiều lần để mà sửa lỗi những cái lỗi nó phát sinh đó các bạn. Thì đó là một cái việc hết sức bình thường luôn các bạn. Ngay cả những cái mà phần mềm ở thời điểm hiện tại, ví dụ như là các bạn cập nhật lên hệ điều hành iOS nè, các bạn cập nhật hệ điều hành Android nè, thì đôi khi nhà phát hành nó cũng bị lỗi, nó cũng sửa lỗi, rồi chúng ta lại cập nhật cái bản vá lỗi. Đó là một cái chuyện hết sức bình thường luôn các bạn. Cho nên cái quá trình cho nên cái ứng dụng KYC của BKTeam nó cũng sẽ như vậy, bởi vì đây là lần đầu BKTeam làm việc này mà, cho nên cái quá trình này nó cũng sẽ gặp lỗi và sửa lỗi, quá trình đó nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà với cái phương châm là miễn phí á, thì cuối cùng BKTeam cũng cho ra mắt một cái ứng dụng KYC cho riêng mình. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì thật sự cái quá trình KYC á, theo cá nhân của mình thôi, nhưng mà cá nhân mình nhận thấy thì nó khá là còn nhỏ giọt. Không biết đây là cái sự vô tình hay là cố ý từ BKTeam, hay là cái ứng dụng KYC còn gặp những cái lỗi gì đang sửa chữa hay chăng, thì thật sự cái đó không một ai biết được các bạn. Nhưng mà cái mục đích của mình trong video này á, không phải là để nói KYC của BKTeam là nhanh hay là chậm, mà chỉ để nói cho mọi người biết rằng KYC của BKTeam là một sự khác biệt như thế nào, và nó đủ điều kiện đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cũng như là các đạo luật khắt khe trên thế giới ở thời điểm hiện tại nha các bạn. Những đạo luật ở châu Âu hoặc là châu Mỹ đó, những đạo luật ở đó chống khủng bố, chống rửa tiền đồ đó các bạn, lộ thông tin cá nhân, bảo mật đồ đó các bạn, những đạo luật bên đó rất là khắt khe nha. Vừa rồi có cái vụ mà Facebook đó các bạn, Facebook chuyển thông tin người dùng từ châu Âu về Mỹ thôi các bạn, họ chỉ chuyển thông tin thôi nha các bạn, chuyển thông tin thôi chứ không để lộ nha, nhưng mà đã bị bên châu Âu phạt đó các bạn, chứ không phải là cái chuyện mà nó đơn giản đâu các bạn. Cho nên BKTeam á, muốn BNetwork trở thành một cái gì đó, nó ví dụ như là trở thành tiền đi, thì BNetwork nó phải đáp ứng hầu hết tất cả các đạo luật đang tồn tại trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Cho nên cái ứng dụng KYC của BKTeam là một ứng dụng độc nhất vô nhị ở thời điểm hiện tại luôn nha các bạn. Rồi, video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc, và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.